bắt kịp xu hướng của thị trường trang sức, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu xin trân trọng giới thiệu bộ ba chuỗi trang sức với những thiết kế mới nhất. Bên cạnh kiểu dáng truyền thống, cổ điển phù hợp với những quý bà, Bảo Tín Minh Châu đặc biệt chú ý đến sự đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, giá thành phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng cũng như độ tuổi và phong cách khác nhau. Để bộ ba chuỗi trang sức hồng ngọc ruby, ngọc trai, ngọc cẩm thạch thực sự trở thành trào lưu của năm nay. Ngọc trai, viên ngọc quý được tạo nên từ bên trong một cơ thể sống dưới biển, vì thế được ví như trái tim của biển cả, là báu vật quý hiếm được xếp vào hàng ngũ hoàng nhất hậu, chỉ dành cho những bậc hoàng hậu, quý phi từ trong cung. Với sức sống tươi mới, phát ra từ vẻ ngoài tròn trịa và màu trắng tinh khôi của viên ngọc trai, đã tạo nên chuỗi trang sức ngọc trai quyền quý, biểu tượng cho sức trẻ, sự độc lập, quyến rũ của người phụ nữ. Người ta cho rằng, phụ nữ khi đeo chuỗi ngọc trai trên mình sẽ giữ được nét thanh xuân lâu hơn. Ngọc trai màu trắng được coi là biểu tượng của sự tinh khiết. Ngọc trai màu hồng tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn. Ngọc trai màu vàng là biểu tượng của sự giàu sang. Hay ngọc trai xanh là biểu tượng của sự vĩnh cửu. Trong khi ngọc trai màu đen tượng trưng cho nhân cách và phẩm hạnh của con người. Ngọc trai được sinh ra từ dạng hình cầu, là điểm hội tụ của tứ trụ trong ngũ hành. Với bề mặt là dãy tế bào hình cầu được cấu tạo xếp lớp để khúc xạ ánh sáng như một thấu kính hội tụ, làm cho viên trân châu có thể thay đổi ánh màu, ngũ sắc dưới các môi trường ánh sáng khác nhau. Đây là yếu tố quan trọng để ngọc trai được xem là vật giải phong thủy về màu sắc. Chuỗi ngọc trai là biểu tượng của sức trẻ, sự độc lập, quyến rũ của mỗi người phụ nữ khi đeo nó trên mình. Nếu như ngọc trai được xem là trái tim của biển cả, thì cẩm thạch lại là tinh túy quý báu nhất của trời và đất, đem đến vận khí và sức khỏe viên mãn cho người sở hữu chúng. Chủ nhân khi đeo chuỗi cẩm thạch trên người lâu ngày cũng nhiễm nhân khí, nên nước nổi vân ngày càng khiến cho cẩm thạch càng ngày càng đẹp hơn. Người xưa còn cho rằng đeo ngọc trên người tốt cho vận khí, tốt cho sức khỏe, tốt cho tiền tài. Cẩm thạch mang đến sự tinh khiết, ngọt ngào và nuôi dưỡng năng lượng may mắn và yêu thương cho người sử dụng nó. Cẩm thạch đem lại sự an tâm và làm giảm bớt lo lắng. Tính cân bằng của nó làm cho nó hài hòa trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Ngọc màu xanh lá cây truyền thống giúp xóa đi sự hiểu lầm, bế tắc trong quan hệ tình cảm. Cẩm thạch trắng giúp giải quyết các vấn đề tồn đọng trong tâm trí. Đeo cẩm thạch cũng là chất tẩy rửa tuyệt vời, giải phóng năng lượng tiêu cực bị mắc kẹt trong cơ thể. Không chỉ thế, cẩm thạch còn giúp giảm đau ở các khớp và cơ bắp, bảo vệ người sử dụng nó khỏi bị nhiễm trùng và bệnh tật. Đặc biệt, chuỗi cẩm thạch tốt cho người bệnh hỏa. Chân quý và cao sang nhất trong bộ sưu tập chuỗi trang sức phải kể đến chuỗi hồng ngọc đá quý ruby. Đây cũng là trung tâm của bộ ba chuỗi trang sức mà Bảo Tín Minh Châu muốn giới thiệu đến quý khách hàng trong mùa trang sức hè năm nay. Chuỗi ruby phản ánh nét phúc hậu, phẩm chất tốt đẹp, sự thủy chung, trước sau như một của người sở hữu. Có được chuỗi ngọc ruby là có được sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, sự quyết đoán, gạt bỏ được những cuồng vọng, ngăn cản được các lỗi lầm và bảo vệ chủ nhân được an toàn trước những phong ba bão táp của thiên nhiên cũng như cuộc đời. Chủ nhân đeo chuỗi ruby may mắn nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công. Từ thời xa xưa, đá ruby được gán cho những tính chất siêu nhiên, trong đó có khả năng ngăn ngừa bệnh nặng và tạo cho cơ thể nguồn năng lượng. Ngày nay, các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu y học cũng chỉ ra rằng chuỗi hồng ngọc ruby có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện và cân bằng sức khỏe. Đeo chuỗi ruby trên người sẽ giúp cân bằng điện tích, giải nhiệt cơ thể, đẩy lùi tà khí, đem lại sự thịnh vượng và may mắn cho chủ nhân. Ngọc ruby được xem là biểu tượng của tình yêu, biểu trưng cho sự nồng nàn và lãng mạn. Ruby mang trên mình màu đỏ, tức là hình hỏa, có thể đem lại may mắn cho mọi cung mệnh. Ứng với 12 tháng trong năm, ruby được vinh danh là viên đá quý của tháng 7, biểu tượng cho sự hạnh phúc và may mắn. Đó là lý do tại sao những người sinh tháng 7 hay có những ngày quan trọng vào tháng 7 thường lựa chọn ngọc ruby làm món quà để tặng người thân yêu hay mang trên mình. Đối với người có ngày sinh nhật vào tháng 7,
chuỗi hồng ngọc Ruby mang lại sự may mắn, sức khỏe và thành công. Còn nếu là các cặp vợ chồng thì đây là một món quà giúp hàn gắn những giận dỗi cũng như làm quà kỷ niệm ngày cưới. Tại hệ thống cửa hàng uy tín của Bảo Tín Minh Châu, một công ty có kinh nghiệm gần 30 năm trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý. Những quý khách hàng sinh vào tháng 7, những cặp vợ chồng có dịp kỷ niệm ngày cưới hay những người có niềm đam mê và yêu thích với chuỗi hồng ngọc đá quý Ruby có thể tìm thấy những sản phẩm ưng ý nhất. Sắc đỏ nồng thắm của chuỗi Ruby cũng là lựa chọn vô cùng thích hợp cho sử dụng làm phong thủy, biếu tặng hay là trang sức mang trên mình. Năm 2017 là năm của chuỗi trang sức lên ngôi. Bảo Tín Minh Châu đã chuẩn bị và cho ra mắt các bộ chuỗi trang sức hết sức độc đáo, sang trọng và phù hợp với mọi lứa tuổi trong mùa hè này. Nếu quý khách hàng là tín đồ của trang sức chuỗi hay có nhu cầu mua trang sức chuỗi làm quà biếu tặng, thì Bảo Tín Minh Châu sẽ đáp ứng đầy đủ mọi sở thích lựa chọn của quý khách hàng. Ngoài ra, khi mua sắm và sử dụng sản phẩm trang sức chuỗi hồng ngọc đá quý Ruby của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Tất cả đều được tuyển chọn từ đá quý có nguồn gốc tự nhiên, chế tác theo công nghệ hiện đại bậc nhất, từ những viên đá thô sơ tạo thành các chuỗi ruby long lanh với nhiều màu sắc để quý khách hàng dễ dàng lựa chọn và sử dụng phù hợp với túi tiền. Tất cả các sản phẩm đá ngọc của Bảo Tín Minh Châu đều được Viện Đá Quý kiểm định và cấp giấy. Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực trang sức vàng bạc đá quý, Bảo Tín Minh Châu luôn xây dựng chữ tín, giữ gìn độ tin cậy trước mọi khách hàng, tự tin mang đến những chuỗi trang sức hồng ngọc đá quý ruby đẹp nhất, phù hợp nhất với lựa chọn và túi tiền của quý khách hàng. Đội ngũ nhân viên bán hàng tại Bảo Tín Minh Châu nhiệt tình, chu đáo, chuyên nghiệp, am hiểu về sản phẩm sẽ tư vấn cách lựa chọn, phối hợp chuỗi trang sức với phụ kiện và trang phục cũng như bảo quản, mang đến cho quý khách hàng khoảng thời gian mua sắm thực sự dễ chịu. Dịch vụ hậu mãi và bảo hành hấp dẫn cũng là điểm nhấn đưa khách hàng quay trở lại mỗi khi cần mua trang sức. Khi lựa chọn và sử dụng các sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu, quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với quy trình chế tác và kiểm định chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt. Chất lượng đá ruby hoàn toàn tự nhiên được nhập khẩu đúng ngạch và chứng nhận quốc tế về chất lượng. Bộ chuỗi trang sức của Bảo Tín Minh Châu sẽ giúp khách hàng tự tin tỏa sáng và mang lại hộ mệnh bình an. Trang sức chuỗi lên ngôi, chuỗi hồng ngọc đá quý ruby, sắc đỏ nồng nàn, ngập tràn may mắn.